Hiếu Minh Auto xin mến chào tất cả các bác nhá. Thì hôm nay trong cái video này em sẽ tiếp tục là thông báo hàng về và giới thiệu đến toàn thể các bác đến dòng Lưng Tiếng Idol iView Việt Nam bác nhá. Thì như biết sản phẩm Lưng Tiếng là một sản phẩm là phục vụ cho bác là để ghép phối ghép với các bộ dàn, để tác dụng của nó sẽ là lưng lời và lưng nhạc lên để cho tiếng ca của các bác là trong trẻo và nhẹ và thoát tiếng hơn bác nhá. Thì đối với Lưng Tiếng thì bên Hiếu Minh, bên kênh hiện tại kênh Hiếu Minh các bác đang yêu mến, thì có bên em khoảng 4 đến 5 mã Lưng Tiếng khác nhau nhé. Thì hiện tại để mời cái sản phẩm Lưng Tiếng chất lượng hiện nay nhất mời bên Hiếu Minh đang cung cấp cho ra thị trường cho các bác, là chất âm để hiện tại là hay nhất, thì có con Idol iView Việt Nam, sản phẩm chính hãng Việt Nam, và sản phẩm BB882i được bên Hiếu Minh nhập bên Trung Quốc về. Thì ngoài ra thì có những sản phẩm cũng không kém, như là 19-10. Đối với những sản phẩm 10 thì những sản phẩm khác bên mình đang bán được 9, như là sản phẩm Lưng Tiếng DBX EX3000 Blue, hoặc Lưng Tiếng B3, hoặc là Lưng Tiếng Lux SE1200, là những sản phẩm cũng không thua kém gì những sản phẩm như Idol hay BBE cả. Những sản phẩm đấy đó thì, nhưng ngược lại là giá thành của những sản phẩm đấy rất phù hợp cho các bác chơi gia đình, và cái thứ hai là phù hợp túi tiền cho bác đấy, ai cũng thể mua được. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục về được khoảng 40 chiếc Idol iView Việt Nam chính hãng bác nhá. Nói đến Idol iView Việt Nam là bên Hiếu Minh cam kết đến tay khách hàng là sản phẩm chính hãng, hàng Việt Nam. Đó là cái mà trong cái video em xin nói luôn. Thì ở các một số video gần đây nhất Hiếu Minh đã giới thiệu, thì nhà cung cấp trước nhà bên công ty, em là đại lý phân phối bên công ty, thì họ bán cấp cho nhà đại lý phân phối để trước khi đến tay các bác là họ đã cải biên bằng cách là để vì thị trường Idol ấy, thị trường Lưng Tiếng ấy, sản phẩm Idol này rất là có tiếng trên thị trường, nên là chính vì có tiếng vậy nên là tình trạng là làm nhái, làm giả rất nhiều, giá hàng giả rất nhiều. Nhưng không phải vì thế mà khách hàng không lựa chọn được, vì nhà cung cấp họ đã thay đổi bằng cách là họ dán thêm hai chiếc tem để bảo vệ sản phẩm của họ, đây là phân biệt bên ngoài bác nhé, phân biệt bên ngoài. Dù hàng nhái đến 90% đi chăng nữa hay 99% thì vẫn có điểm khác so với hàng chính hãng, kể bên ngoài nhưng bên trong thì không thể giống được. Đó là điều nguyên tắc mở ở các video trước em đã mở ruột rất nhiều để phân tích cho các bác rồi. Thì video này thì em lại quay cho bác đây, nhà cung cấp họ đã dán thêm một cái tem, gọi là tem để tem gửi mã số này của Idol iView này, cộng với tem chống hàng giả. Tem chống hàng giả. Nghe đây là sản phẩm chất lượng nên đã được cấp bản quyền, nên các cái tem này họ đã được cơ quan nhà nước cấp cho. Thì các về tính năng sản phẩm Idol thì em ở các video trước em đã giới thiệu chức năng từng nút rồi. Thì là sản phẩm như các bác tưởng tượng đây là 4 nút này sẽ tương ứng với một kênh, và 4 nút này sẽ tương ứng với một kênh, nghĩa là sản phẩm hai kênh, hai vế. Và ở giữa nó sẽ gồm nút khách đại qua và hôm qua Idol. Đấy. Còn hai nút này sẽ gồm một nút cắt cốt, cắt tần số bát để các bác cắm cổng súp vào phía sau, và nút tăng giảm âm lượng của cổng súp. Thì giá đối với sản phẩm Idol này thì bên Hiếu Minh đưa ra giá cũng cực kỳ hợp lý bác nhá, cực kỳ hợp lý. Đấy. Ngoài phân biệt ở tem ra. Để bên ngoài thì em phân biệt với ngoài, vì ở cái video trước em đã mở ruột rồi. Thì bác nào muốn xem ruột thì bác tự mở. Em xin phép trong video này thì em không mở ruột nữa. Đây mã ở sau thì hàng Made in Việt Nam. Số vôn là 90V 220 VCA. Còn mã mây nó đầu số sẽ là 893. Đấy. Là cái cơ bản bác có thể phân biệt được bên ngoài với sản phẩm Idol chính hãng. Hàng mới tinh 100% được bên Hiếu Minh bảo hành cho bác 1 năm bác nhé. Được bên Hiếu Minh bảo hành cho bác 1 năm. Sản phẩm Lưng Tiếng là một sản phẩm không thể thiếu, hầu như không thể thiếu trên các bộ dàn. Từ những bộ dàn trước đó bác mua, những bộ dàn cũ có thể cấy ghép sản phẩm Lưng Tiếng vào để cho tiếng ca có thể trong trẻo và nhẹ nhàng hơn. Và đối với bộ dàn hiện đại thì các bác cũng có thể cấy ghép được bác nhé.
Thì hôm nay em thứ nhất là xin thông báo hàng về với sản phẩm idol chính hãng. Thì bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh nhé. Và giá em nghĩ các bác liên hệ trực tiếp với giá cực kỳ ưu đãi và mềm các bác nhé, cực kỳ mềm, mềm cho bác đối với sản phẩm lưng tiếng chất lượng. Và video của em đến đây là kết thúc và cảm ơn tất cả các bác đã xem và ủng hộ video của bên Hiếu Minh. Thì bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0919182233 hoặc số Viettel là 0368984 0238 để tư vấn lên đơn ship code CD bác nhé. Hoặc các bác có đến tận cửa hàng em số 451 phố Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để có nhân viên hướng dẫn và tư vấn. Thì ngoài sản phẩm idol chính hãng Việt Nam thì bên Hiếu Minh cũng có 4 mã sản phẩm, em xin nhắc lại 4 mã sản phẩm lưng tiếng khác và được nhập tại Trung Quốc về, đó là sản phẩm lưng tiếng DBX-S3000 và sản phẩm lưng tiếng BB882i và lưng tiếng lắc SE1200 và lưng tiếng B3. Đó là sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Còn đây là đối với dòng sản phẩm idol. Đây là sản phẩm em nhập và sản xuất tại công ty Việt Nam bác nhá, trụ sở thì ở trong miền Nam. Đấy, em xin nói luôn. Và video của em đến đây kết thúc và cảm ơn tất cả các bác đã xem và quan tâm video của mình. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.